đi nâng cấp đèn tại Auto 365 ngày cá tháng tư kiểu. Em lấy cho anh cái bộ đèn mắc nhất, xịn nhất, sáng nhất ở đây ra cho anh. Không, bên em không thể đáp ứng được nhu cầu của anh. Sao không đáp ứng? Anh có tiền mà, em lấy ra đi, mắc nhất, xịn nhất mới được. Thấy anh cũng có nhu cầu thật đó. Thôi em mời anh vào bên trong để bên em tư vấn cụ thể cho anh nha. Ok. Ngày cả tháng 4 mà anh đã giỡn với em á, chứ anh không có đủ tiền để lắp. Cả tháng 4 mà anh, nên em cũng đùa với anh thôi chứ. Chứ thật ra bên em có combo bi vừa sáng nhất, vừa xịn nhất, lại vừa phù hợp với túi tiền của anh. Đây, combo V20F10 đang diễn ra chương trình khuyến mãi giảm đến 20%, đặc biệt trong tháng 4 này thôi đó anh. Vậy thôi, em lắp cho anh đi. Không, em không lắp đâu, em nói điều đó. Cái tháng 4 mà, sao anh dễ tin người quá vậy? Anh cũng nói giỡn thôi, chứ anh đâu có tiền đâu lắp. Thôi, vậy thôi, khỏi lắp vậy. Sao vậy anh? Thôi để em tư vấn cụ thể cho anh nha. Rồi, lắp cho anh nha. Không. Em đâu lắp đâu, mà là thợ lắp.